Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ danh hài Chí Tài. Phải nói đến, khi nhắc đến cái tên Chí Tài thì giờ đây khá là quen thuộc và rất là nhiều người Việt, không chỉ trong nước mà cộng đồng người Việt chúng ta sống ở tại hải ngoại cũng rất yêu mến khuôn mặt có vẻ vui và hài hước ấy. Nhắc đến cái tên Chí Tài, tất cả mọi người đều biết đến một người nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng với vai trò là một diễn viên hài. Ngoài ra, ông còn được biết đến như là một nhạc công chơi guitar chuyên nghiệp. Ông được sinh vào ngày 15 tháng 8 năm 1958 với tên thật là Nguyễn Chí Tài, là một nghệ sĩ hài ở Việt Nam nổi tiếng cùng với vai trò diễn viên hài. Nhiều người xem chương trình Thúy Nga cũng hay gặp gương mặt thân quen này trên một chương trình hoặc là những show lớn về ca nhạc hay là show về hài mà khiến cho nhiều khán giả nức lòng. Trước đây ông hoạt động chủ yếu tại hải ngoại là bạn diễn rất ăn ý cùng với nghệ sĩ Hoài Linh. Trước đó nữa, ông cũng đã được biết đến như là một nhạc công guitar rất là chuyên nghiệp. Nói về cuộc sống gia đình của ông, bà xã của danh hài Chí Tài tên là Phương Loan, sinh vào năm 1959, và cô đã từng là một ca sĩ trong nhóm nhạc Chí Tài Brother, và vào những thập niên 70 cùng với các nghệ sĩ như là Chí Thiện, Quang Mỹ, Kiều Linh và Lê Huỳnh. Nếu như gặp bên ngoài sẽ không ai nghĩ rằng vợ của danh hài Chí Tài cũng chỉ kém anh có một tuổi mà thôi. Bởi vì cô rất trẻ đẹp, Chí Tài cũng đã từng thừa nhận rằng rất nhiều người khen vợ quá, nhiều lúc khiến cho danh hài này lắm lúc cũng phải ghen ngầm. Cả hai đã kết hôn vào năm 1987. Theo như chia sẻ của Chí Tài, anh và vợ đã quen nhau khi chỉ mới 23 tuổi. Nếu như tính thời gian quen, yêu và cưới thì danh hài và vợ đã có với nhau hơn 30 năm gắn bó. Cả hai cũng đã từng có một thời gian dài để đi biểu diễn khắp nơi cùng với nhau. Nhưng sau khi nghệ sĩ Chí Tài đã chuyển sang diễn hài thì vợ của ông cũng nghỉ hát. Và hiện nay vợ của ông đã và đang làm việc trong một hãng điện tử lớn ở nước Mỹ. Dù vợ của ông đã ngoài 50, nhưng khi nhìn vợ của danh hài Chí Tài vẫn thấy vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Tuy rằng diễn xuất chung rất hợp cùng với Hoài Linh, nhưng khi trở về Việt Nam, Hoài Linh và Chí Tài rất ít diễn chung. Lý giải cho vấn đề này, Chí Tài thành tâm chia sẻ rằng tôi và Hoài Linh phải tách nhau ra để dễ chạy, và lý do chính nhất vẫn là nếu như tôi và Linh diễn chung thì tiền cát xê quá cao, nhiều nơi sẽ không trả nổi. Nói thật là tôi vẫn thích đi diễn chung với cùng với Linh và khán giả cũng đã quen với thích thú với điều đó, nhưng mà nhà tổ chức đã sắp xếp như thế thì tôi cũng chịu mà thôi. Nói về con đường sự nghiệp dẫn đến thành công của danh hài Chí Tài và tiểu sử của danh hài Chí Tài vào những năm 1976-1977, ông đã tham gia hoạt động văn nghệ tại các địa phương ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn cùng với vai trò là chơi đàn guitar. Và những năm 1981, khi sang Mỹ định cư theo diện gia đình bảo lãnh, ông đã có ý định là sẽ tạo dựng cuộc sống mới ở tại Mỹ bằng cách là đi học tiếng Anh và học vi tính và sẽ nghỉ tham gia về văn nghệ. Tuy nhiên, ông vẫn giữ cho mình niềm đam mê nghệ thuật và ông đã bất chấp sự phản đối của gia đình. Chí Tài đã ghi danh và đi học khóa dạy đàn vào một lớp nhạc cha gần nhà. Cha của ông đã bằng lòng dành một khoản tiền hưu để mua cho ông một dàn âm thanh điện tử gồm có trống đàn, nhạc cụ để cho ông lập thành một nhóm nhạc trẻ. Và từ đó ông thành lập nên một ban nhạc gia đình Chí Tài Brothers cùng với Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Lê Huỳnh và Chí Tài. Bước đầu tiên, Chí Tài Brothers nhận được lời trình diễn ở những tiệc cưới và ở những buổi sinh hoạt cộng đồng. Và con đường hoạt động nghệ thuật của họ đã trở nên thuận buồm xuôi gió và họ đã gắn bó cùng với trung tâm Thúy Nga từ Paris by Night số 18. Chí Tài sau đó đã mở studio làm hòa âm và thu âm cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ở tại hải ngoại và chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Những nét hòa âm mới mẻ, sáng tạo và rất trẻ trung của danh hài Chí Tài đã thực sự mở ra cho một hướng hòa âm mới cho sinh hoạt văn nghệ ở tại hải ngoại lúc đó. Năm 1997, Chí Tài đã được dịp thử sức cùng với Hoài Linh diễn tấu hài do vì thiếu diễn viên. Và diễn viên được nhiều sự tán thưởng và được yêu mến ngoài mong đợi. 15 năm về trước, và lúc thời điểm tôi tách ra khỏi Vân Sơn, hai bộ show đã ở Cali gợi ý cho tôi hợp cùng với Chí Tài. Nhìn thấy được cái duyên trầm ở anh ấy, cũng có thể tung hứng cùng với cái duyên bỏng của tôi
nên tôi đã đồng ý với sự kết hợp này đã nâng cánh cho cả hai thăng hoa trên con đường nghệ thuật này. Và điều đáng quý nhất đó là suốt chặng đường ấy, chừng ấy thời gian mà hai chúng tôi chưa từng có một mâu thuẫn nào xảy ra. Và những năm 1999 và năm 2000, Chí Tài đã chuyển sang vai trò nghệ sĩ hài và đã nhanh chóng được lòng khán giả yêu mến. Ông đặc biệt gắn bó cùng với nhóm kịch Thúy Nga, đã thường xuyên xuất hiện cùng với vai trò nghệ sĩ hài trong một loạt chương trình Paris by Night, diễn cùng với Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lam, Kiều Linh, Uyên Chi, Kiều Anh, Lê Tín, Hoài Linh, Thúy Nga, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy, Bé Tí. Chí Tài đã từng cộng tác cùng với các trung tâm ban nhạc như là Trung tâm Thúy Nga, Trung tâm Tình, Trung tâm Vân Sơn, và hiện tại ông là một trụ cột của nhóm kịch Thúy Nga VBN và đồng thời gắn bó cùng với sân khấu kịch Nụ Cười Mới ở trong nước. Năm 1987, Chí Tài đã kết hôn cùng với ca sĩ Phương Loan, ca sĩ chính trong một ban nhạc Chí Tài Brothers. Cô đã nghỉ hát từ khi Chí Tài chuyển sang đóng kịch và khác với các diễn viên lăng nhăng. Ngoài đời thì Chí Tài được mọi người đánh giá là người rất yêu thương vợ và rất là quan tâm đến gia đình, và họ chưa có con. Nếu như ai đó không phải là một người hâm mộ, ông cũng có thể sẽ không thể nào nhớ hết được tất cả những vở kịch của ông đóng từ trước cho đến nay. Phải nói là rất nhiều những tác phẩm hay mà ông đã dày công xây dựng nên và tham gia vào diễn xuất để có được một bộ sưu tập khá là đồ sộ với các vai diễn của mình. Vở diễn đặc sắc như hiện nay, tuổi nghề của ông cũng có thể nói là một trong những người thâm niên nhất ở làng hài từ trước cho đến nay. Dù ông đã bước qua tuổi hơn 60 và gần như là vẫn còn hăng say tạo ra hàng loạt những tác phẩm hay để phục vụ cho những người hâm mộ. Sự ra đi của danh hài Chí Tài đó là một sự mất mát lớn trong làng hài Việt nói riêng và làng hài Việt của rất nhiều người Việt yêu thích, dù ở tại hải ngoại hay là trong nước, mọi người cũng nhớ đến khuôn mặt hiền lành của danh hài, nhìn ngây ngô nhưng thật sự là hài hước và đem đến niềm vui cho cuộc sống của biết bao nhiêu con người. Nghệ sĩ Chí Tài, ông đã qua đời ở chung cư Botanic, Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn. Mọi người phát hiện chú nằm bất động ở cầu thang bộ của chung cư, chưa kịp nói với người thân câu nào. Theo ảnh từ camera cho thấy do chờ thang máy quá lâu, có lẽ là Chí Tài đã chọn đi bộ lên chung cư và dẫn tới sự ra đi đột ngột như vậy. Có thể nói rằng khán giả của người Việt khắp nơi trên thế giới vô cùng thương tiếc về một người tài với cái tên gắn liền với cái tài của ông, đó là danh hài Chí Tài. Ông vừa đột ngột qua đời vì đột quỵ vào chiều ngày 9 tháng 12. Theo quản lý cũ cho biết, diễn viên Chí Tài đã qua đời khoảng 15 giờ 20 phút tại bệnh viện sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sinh sống. Sau khi nhập viện thì dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng danh hài Chí Tài và cũng là một nghệ sĩ nổi danh đã không thể qua khỏi. Khi hay hùng tin, anh em nghệ sĩ đều sốc và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của một danh hài và một người tài về làng nghệ sĩ đã mang đến tiếng cười cũng như là khả năng đàn và sáng tác của anh. Nguồn tin cho biết nghệ sĩ Chí Tài được phát hiện nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7 thuộc chung cư nơi của ông ở tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Và sau đó xe cứu thương được điều đến để chở nghệ sĩ Chí Tài đi bệnh viện cấp cứu. Danh hài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài. Ông sinh năm 1958. Ông là một nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực diễn hài, hoạt động ở cả hải ngoại và trong nước. Theo thông tin từ người quản lý, Chí Tài vừa tham gia khai máy một bộ phim. Nam diễn viên hài luôn đam mê và hết lòng với công việc của mình. Chỉ trước đó 3 ngày, Chí Tài còn đến sân bóng đỏ xem chung kết VBA. Thời điểm này, nam diễn viên hài cổ vũ nhiệt tình hai đội thi đấu. Chia sẻ với tờ Zing trong nước, danh hài này nói rằng: "Tôi đến xem theo lời mời của ban tổ chức. Tôi ít xem bóng rổ nhưng hôm nay sẽ ủng hộ hết mình cho hai đội." Danh hài Chí Tài và danh hài Hoài Linh tạo nên cặp bài trùng khuynh đảo sân khấu hài. Bên cạnh diễn hài, Chí Tài còn là nhạc công guitar, nhạc sĩ và người viết ca từ. Sinh ra ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, Chí Tài sang Mỹ từ năm 1981 và theo đuổi nghệ thuật. Ông từng mở studio thu âm cho nhiều nghệ sĩ Việt tại hải ngoại.
Từ năm 1997, Chí Tài bắt đầu diễn hài cùng Hoài Linh và tạo nên một bộ đôi ăn ý lâu năm. Ông được đông đảo khán giả tại Việt Nam và hải ngoại yêu mến, các vở diễn nổi tiếng của ông là Dân Chơi Hàng Mướn, Kén Rẻ, Đánh Ghen, Đèo Gió Hú, Bầy Vịt Cái, Rượu, Ngao Sở Ốc Hến. Trong suốt hơn 40 năm theo nghệ thuật, danh hài Chí Tài ghi dấu ấn trong lòng khán giả với khả năng diễn hài nhẹ nhàng, duyên dáng. Khi về Việt Nam, ông hoạt động thật sôi nổi về lĩnh vực nghệ thuật. Ở nhiều lĩnh vực như tham gia vào game show, phim truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Nhiều giới nghệ sĩ cũng như là những người khán giả chân thành phân ưu cùng gia đình nghệ sĩ Chí Tài cầu xin cho linh hồn của ông mau siêu thoát và mọi sự đau thương từ gia đình cho cái sự ra đi đột ngột của danh hài được an ủi và bớt sự đau buồn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.